Hello cả nhà. Hôm qua em có mua hai con lóc tờ. Đây, hôm nay em lấy ra để em nấu súp á cả nhà. Nấu súp cho bé nhỏ ăn. Đây. Nghe nói ở ở đây hải sản á là bán rẻ. Rẻ hơn các tiểu bang á. Đây, của em là chỗ em ở là gần biển á cả nhà. Nên mấy con lóc tờ cua này kia đó, mấy hải sản thì rất là rẻ ha. Em mua hai con này là 23 đồng 54 sen. Đây, rất là ngon nha cả nhà. Nấu súp ăn à. Nhìn hai con nó to nha cả nhà. Rồi bây giờ em đem đi luộc á, coi cái màu nó coi nó có đẹp hay không ha cả nhà. Sau khi em luộc xong rồi nó đỏ như vậy nè cả nhà, rất là ngon nha. Đây, thấy chưa, rất là ngon nha cả nhà, đỏ tươi luôn đó, to lắm đó cả nhà ơi. Hai con đều bằng nhau hết, nóng quá. Hey.